Mến chào quý cô chú ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Lê Phước Quốc. Có một số hoa mẫu đơn tiếp tục giao lưu tới quý cô chú nha. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã sưu tầm và ủng hộ nhà vườn nha. Hôm nay báo giá tiếp tục với quý cô chú. Dạ, xin chào anh Thái. Dạ, con xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, cùng bà con, cô bác cùng anh chị em trên kênh của anh Pháp Thái ạ. Dạ, nay vườn bông trang của con có lên một số mặt hàng qua mẫu đơn để phục vụ cho quý bà con về chơi cảnh như vàng sọc, hường sọc, vàng sông Cần Thơ, Mỹ vàng chanh, Mỹ vàng ngại và một số loại giống khác ạ. Dạ, con cũng lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn cô chú đã xem kênh và ủng hộ con các clip vừa qua. Dạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Đầu rồi. Tiên con lên mã số 1 là một cây vàng sọc ạ. Một cây vàng sọc, cây ghiên nha quý chú, khôm tàn đặc. Dạ, chiều cao là 55. Mặt hoa rất là đẹp nha. Dạ, cái này thoát thân là 16 nha cô chú. Cây này dáng nó bay nha cô chú. Dáng bay bay. Này quý cô chú mình mà không thích dáng bay để trồng chỉnh sửa để đứng lại cái phơm tàn cũng tròn vo luôn nha. Này để ban công ha, cho nó bay ra ngoài. Dạ, cây này khoảng năm gần 6 tính năm cô chú ơi. Mặt hoa rất đẹp quý cô chú. Rồi giá luôn cô ơi. Rồi giá mã số 1 cây vàng sọc này giao luôn là 350.000 bao ship ạ. À. Mặt hoa rất là đẹp quý cô chú. Số 2 là một cây vàng sọc Tiền Giang, vàng sọc đời đầu ạ. À. Và cây lứa này là trồng cái đợt đầu nha quý cô chú. Cái này phơm tàn rất đẹp nha cô chú. Một cốt rất thân sạch. Hiện tại vàng sọc đời đầu thì cây lứa như thế này là dạ chiều cao là 92. Rất là ít nha. Dạ thoát thân là 36. Đây. Cảnh hoa nè, rất là đẹp quý cô chú. Rất là nét ha, rất là chuẩn luôn. Dạ cây này khoảng 5.5 tính 5 cô chú ơi. Một cốt thẳng luôn quý cô chú, tuyệt bắn nè. Rồi giá luôn. Dạ giá mã số 2 này giao luôn là 1.400.000 con bao ship ạ. À. Vàng sọc Tiền Giang. Số 3 là một cây phụng hoàng cam ạ. À. Cây này thần chậu từ nhỏ nha cô chú. Một cốt dáng thẳng luôn ha. Lên búp lên hoa rất đẹp quý cô chú ơi. Dạ chiều cao là 74. Này thoát thân là 40, này một cốt được 2 tượt. Lên đây 4 tượt nha cô chú. Lên đây 5 tượt, một cái đọt chính và 4 cái tượt con thì nó nhảy hoa. Hoành này dao động cỡ điếu thuốc lá đi quý cô chú ơi. Cây sống trên chậu nha. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 3 cây phụng hoàng cam này giao luôn là 250.000 con bao ship ạ. À. Tiếp theo mã số 4 là một cây Mỹ Hường ạ. À. Mỹ Hường, lá Mỹ Cam. Phơm đều đặc luôn. Hoa Mỹ Hường màu rất là sáng quý cô chú. Nhu. Đây. Dạ chiều cao là 90. Này một cốt nó ăn sạch nha cô chú, đàn đều. Dạ thoát thân là 42, thân nở luôn. Dạ cây này hoành 6.5 tính 6 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 4 này là 250.000 ăn bao ship ạ. À. Cây Mỹ Hường ạ. Cây Mỹ Hường rất là mực quý chú. Mã số 5 là một cây Pháp Chân Son ạ. À. Vàng Pháp Chân Son. Cánh hoa nó giống như phụng hoàng quý cô chú. Đây, cánh hoa to ha, nở dũm luôn, 5 cánh nào. Dạ chiều cao là 87. Đây. Dạ thoát thân là 56. Nở sắn sắn 5 cánh luôn. Cây một cốt có phơm tàn gom đẹp nha quý cô chú. Dạ này hoành 4 của chú ơi. Cây rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn. Rồi mã số số 5 này giao luôn là 350.000 qua xíu ạ. À. Cây Pháp Sang Son. Phơm tàn rất là đẹp. Số 6 là một cây vàng sọc ạ. À. Vàng sọc cây ghiên nha quý cô chú. Đây, mặt bông rất đẹp cô chú ơi. Dạ chiều cao là 87, cánh bầu quý cô chú. Đây, cánh nè. Này thoát thân là 19 ạ. À. Đặc biệt búp rất là đẹp nha. Búp nụ đỏ luôn. Dạ cái này nó hoành trên đây nha cô chú. Dạ hoành 5.5 tính 5 cô chú ơi. Cây một cốt phơm đều đặc luôn. Rồi mặt hoa rồi. Rất là nét. Mã số 6 cái vàng sọc này giao luôn là 400.000 bao ship ạ. À. Cánh bầu. Số 7 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. À. Cây này đẹp cực kỳ nha cô chú. Lực ha. Tuột lên xanh mướt quý cô chú. Cây này nó rất nâng cây nha. Một cốt sạch luôn, thoát thân. Dòng Mỹ vàng chanh nó màu hoa rất tươi. Dạ chiều cao là 77. Này thoát thân 24, cây này lực đấy lực nha cô chú. Dạ cây này khoảng 6.5 tính 6. Củ nó dưới nở nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số số 7 cây Mỹ vàng chanh này giao luôn là 350.000 bao ship ạ. À.
cây này rất là đẹp của chú ơi. Rồi trồng cái lúng đầu ấy của chú ơi. Số 8 là một cây vàng son Cần Thơ ạ, đang cho hoa. Quý chú nào thích một cốt cái tông tàn gom thì cây này rất là tuyệt vời luôn nè. Đó, mỗi đọt mỗi hoa luôn quý chú. Vàng son Cần Thơ màu rất đẹp luôn, hoa màu vàng chân đỏ son. Vậy chiều cao là 80, cái phơm tàn thì này thóc thân là 30 ạ. Tuyệt vời. Dạ cái này hoành 4 của chú ơi. Đây hoa nè quý chú, cực kỳ đẹp luôn. Rồi giá luôn. Rồi cái vàng son Thơ này giao luôn là 300.000 con bao ship ạ. Mã số 8. Đây cái tông rất là thoáng ha. Mã số 9 là một cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam ạ. Ồ coi cây này quá đẹp luôn chú ơi. Ồ. Hoa nó đỏ rực luôn quý cô chú, và đặc biệt một cốt thoát thân ha. Tông này định hướng là lâu dài về sau. Phơm á quý chú. Dễ chiều cao là 1m1 nha cô chú. Màu đỏ tượng trưng sự may mắn. Cốt gót nha cô chú. Dạ thoát thân là 58. Cái này là trồng cái đợt đầu khi mà xuất hiện Mỹ đỏ luôn. Dạ hoành 8 cô chú ơi. Cây một cốt rất là năng ha. Phơm. Hoa nè quý chú. Cuốn đỏ tươi. Rồi giá luôn. Rồi mã số 9 cây Mỹ đỏ này giao luôn là 400.000 ạ. Cây rất là già. Màu đỏ rực luôn. Rất đẹp mà rất nặng luôn. Cây bự lên chậu bự quý chú. Cái chậu đó là C12. Mã số 10. Mấy cây lớn thì thường vô chậu C12 và C14. Gửi cây cho quý cô chú mình là dạ chiều cao là 1m2. Đây hường sọc mặt hoa quý chú. Này một hoa mà ba mặt hoa luôn nè. Hường sọc đỏ sọc và hồng sọc. À, thóc thân là 54 ạ. Dạ cái này hoành 6 của chú ơi. Dưới cũ dưới còn nha cô chú. Rồi, hoa rất tươi ha. Rồi giá luôn. Rồi mã số 10 này cái hường sọc giao luôn là 350.000 bao ship ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 11 là cây vàng son Cần Thơ ạ. Cây này với cây vừa rồi nãy là một cặp cân luôn quý cô chú. Dòng này phát triển rất là mạnh luôn. Dạ chiều cao là 84. Thoát thân là 26. Dạ cây này hoành 4 ngưỡng tính 4 của chú ơi. Vàng son Cần Thơ. Rồi giá luôn. Rồi mã số 11 của vàng son Cần Thơ này giao luôn là 300.000 con bao ship ạ. Cây cái phơm tàn đều đẹp không quý cô chú ơi. Mã số 12 là một cây Mỹ vàng sọc ánh kim, kim. À. Đang có búp quý chú, búp rất là đỏ ha. Tược non đang lên luôn. Dạ chiều cao là 58. Đây cái búp nè. Này thoát thân 32 nha cô chú. Búp đỏ tươi quý chú, là kéo sọc rất là đẹp nha. Dạ cái này hoành khoảng 3 cô chú ơi. Có điếu thuốc lá. Này lên đây phơm tàn đặc nha cô chú. Cây này trồng tương lai sao rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn. Rồi mã số 12 cây vàng Mỹ vàng sọc này vô luôn là 600.000 ạ. À. Bao ship ạ. À. Dòng này nói chung mặt hoa đẹp và còn rất là ít nha quý chú. Nên cái giá thì mỗi loại mỗi khác ha. Quý chú mình sưu tầm dòng Mỹ vàng sọc bánh kim là mặt hoa rất đẹp. 13 là một cây Mỹ vàng ngợi ạ. À. Cây này một cốt dáng trực thẳng và cái phơm tàn. Đẹo hoa. Dòng này chạy sọc đỏ nhiều nha quý chú. Đây nè. Cánh hoa chạy sọc đỏ nè. Dạ chiều cao là 90. Cây này cô chú về có hào hồ có câu ha, để kế bên ha. Đẹp nha cô chú. Phơm tàn gom luôn. Dạ thoát thân là 30. Tay cành rất là nâng nha quý cô chú. Cây lứa như thế này là dạ cây này hoành 6.5 đến 6 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi cây Mỹ vàng ngợi này giao luôn là 300.000 bao ship ạ. À. Vậy cho cô chú có chơi. Cây một cốt trực thẳng đứng luôn. Tiếp theo mã số 14 là một cây Mỹ cam sọc ạ. À. Cây một cốt là dáng rất đẹp luôn, chân dài, thân rất là sạch luôn. Dạ chiều cao là 97. Xay xay mặt hoa luôn. Này quý cô chú, Mỹ cam sọc. Này thoát thân là 56 ạ. À. Đây cánh hoa mới nở cái sọc. Dạ cái này hoành 5 của chú ơi. Rồi. Rồi giá luôn. Rồi cây 14 Mỹ cam sọc này cho luôn là 250.000 bao ship ạ. Tiếp theo mã số 15 là một cây
Mỹ dần ngợi à. Cây này chân dài luôn quý cô chú. Thường cái tông mấy cô chú ngoài Bắc á thường chơi tông cao ha, thoát thân. Mình nuôi sau này là cây nó già cây lên rất đẹp luôn. Này gì cô chú cầm dây là cầm cây lại là nó thẳng đứng nha cô chú. Dễ chiều keo là 1m05. Mỹ vàng nghệ, màu hoa rất là đậm luôn. Đây. Này thoát thân là 72 cô chú ơi. Tay cành lên đây thì chia tứ diện nha. Bà con không thích thì về mình cắt cái nhánh này nha. Đấy, mình không có cắt để. Cây này cái nụ cũ ở dưới là dưới. Dạ chính. Cũ dưới to lắm nha quý cô chú. Mà lên đây nó lắc ha. Giót lên. Rồi giá luôn. Rồi cái Mỹ vàng nghệ này giao luôn là 350.000 bao xíu bà. Mã số 15. Cây rất là duyên. 16 là một cây phụng hoàng cam à. Cây này thuần chậu nha quý chú. Cây này trồng chậu từ nhỏ luôn cô chú ơi. Tại mình mới lên phân cho nó im gốc. Phụng hoàng cam, cây lứa một cốt. Cái tông này rất đẹp nha. Dạ. Chiều cao là 72. Được bắn nè quý cô chú. Cực kỳ ha. Khó khăn là 35. Dạ cây này hoành 4 gửi tích 4 của chú ơi. Rồi cây một cốt thẳng luôn. Nứt rất nâng cây nha. Rồi giá luôn. Rồi mã số 16 này giao luôn là 700.000 à. Cây phụng hoàng cam ạ. À. Dòng này rất là chậm lớn nha quý chú. Cây như thế này là tầm khoảng 2 năm nha. Đồ mã số 17 là cây vàng sọc Tiền Giang ạ. À. Vàng sọc đời đầu ạ. À. Dạ chiều cao là 92. Cây này một cốt khó khăn sạch tàn tứ vị nha cô chú. Phơm tàn tròn luôn. Dòng này còn giá trị là do cái hoa và cái cánh nó rất là đẹp. Dạ thóc thăng là 45. Nên được quý cô chú mình sưu tầm nhiều. Dạ cái này hoành 4 gửi tính 4 của chú ơi. Mặt hoa rất là xinh luôn. Rồi giá luôn. Dạ cái này giao mã số 17 giao luôn là 1.300.000 bao xíu ạ. À. Rồi. Cây lứa cái phơm tàn như thế này là rất là ít nha quý cô chú. Dạ vậy đi. Chứ giờ nó lấy ra được. Đâu có, tại nãy vô đó. Mã số 18 là một cây vàng sọc ạ. Vàng sọc này hoa rất đậm và muốn qua nụ đỏ luôn quý chú ơi. Về mình kia gọi nụ đỏ vẫn được nha. Hoa chiều cao là 82. Đây cánh hoa. Này thoát thân là 23. Cánh hoa rất là nét nha quý chú. Dạ cái này hoành 4 rưỡi tính 4 của chú ơi. Rồi. Cây cái phơm tàn rất là đều luôn. Rồi giá luôn. Rồi 18 cái vàng sọc này giao luôn là 350.000 bao xíu ạ. À. Dễ chơi quý chú. Cảnh hoa rất đẹp luôn. Đừng không nói luôn. 19 là một cây Mỹ Hồng. À, Mỹ Hồng ghép vàng hường đọt xanh. Vàng hường đọt xanh ạ. À. Cái này là cái trào lưu lúc đầu nè quý cô chú. Đầu mấy vàng hường nó rất là hot nên ghép vàng hường đọt xanh. Dạ chiều cao từ cái mắt ghép lên là 52. Rồi em đo tổng cái cây luôn. Còn tổng cái cây là 95. Form ở trên này nó đều nha quý cô chú. Form là Mỹ Hồng. Này thoát thăng là 43. Thằng lắc ha. Dạ hoành 10 cô chú ơi. Rồi. Đây quý cô chú Mỹ Hồng nè. Bên đây là vàng hường đọt xanh. Hai màu. Rồi giá cho cây này luôn quý ơi. Rồi mã số 19 này giao luôn là 400.000 con bao xíu ạ. À. Rồi. Hai mươi là một cây Mỹ vàng nghệ ạ. À. Đàn full mặt hoa quý vị chú. Dòng Mỹ cánh hoa nó to nên mưa xuống cái bắt đầu nó xệ xuống như này. Dễ chịu kèo là 94. Cây rất là một nha. Khó khăn là 48. Đầm hoa từ chính nắp luôn. Dạ cây này hoành eo là 5.5 cũ. Dạ còn cũ dưới là 11. Rồi giá luôn. Dạ 20 này giao luôn là 250.000 bao thiếp ạ. À. Rồi. Cây Mỹ bằng nghệ màu hoa rất là tươi hả quý chú. 21 là cây phụng hoàng cam ạ. À. Cây này trồng trong chậu từ nhỏ nha cô chú. Dòng phụng hoàng cam cánh hoa rất đẹp quý chú ơi. Này để bàn để ban công luôn. Dạ chiều cao là 65. Một cốt thẳng đứng luôn. Thoát thân là 38 ạ. À. Cây rất là duyên nha. Hoành này cỡ điếu thuốc lá luôn quý chú ơi.
Rồi giá luôn. Rồi 21 này giao luôn là 250.000 bao ship ạ. À. 22 là một cây Mỹ Cam sọc ạ. À. Đang full mật hoa, không còn sót cái đọt nào quý cô chú. Còn lại là búp hết trơn luôn nè. Mỹ Cam sọc. Chiều cao là 85. Tóc thân là 58 ạ. À. Cây form rất là đẹp nha. Dạ cây này hoành 4,5 tính 4 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi giá 22 Mỹ Cam sọc này giao luôn là 250.000 bao ship ạ. À. Wow. 23 là một cây hường sọc ạ. À. Cây này thân lắc nha quý cô chú. Cây này về quý cô chú mình định hình vô dây xương xương ha. Tuyệt vời luôn. Dạ chiều cao là 1 mét. Đây mới nở hường sọc nè. Sau khi hoa dạ lên thành đỏ sọc hoặc là hồng sọc thăng là 39 ạ. À. Cây này cũ nở ha, đo eo đi. Dạ hoành eo là 5,5 đến 5. Mặt hoa rất đẹp nha quý chú, cánh nó to xay xay trả lời không? Cánh hoa rất đẹp luôn. Rồi giá mã số luôn. Rồi giá mã số 23 này giao luôn là 250.000 bao tiếp ạ. À. Hai mươi bốn là cây vàng sông Cần Thơ ạ. À. Cây một cốt, cây già cây quý chú ơi. Dạ chiều cao là 89. Này về quý chú mình có thể vô bầu ha. Này thoát thân được 6 nha cô chú. Này cô chú vô bầu đây. Thật cây này một cốt còn cây một cốt đẹp ha. Một thành hai. Rồi hoành này cỡ 5-6 á. Dạ này hoành 5,5 tính 5. Rồi giá luôn. Rồi 24 này giao lưu 300.000 bao ship ạ. À. Rồi cây vàng sông Cần Thơ. Hai mươi lăm là một cây vàng sông sữa. Vàng sông sữa. Kẹo hoa chân quý cô chú. Hoa nó già nó tàn cái nó đổi sang cái màu tím hồng luôn. Vậy chiều cao là 76. Thường mỗi khi thì sóc thăng là 34 à. Giao lưu quý cô chú mình thường là những cây lứa nó chưa lên hoa, cây này lên hoa nè, chuyển sang màu tím luôn nè. Này hoành 5,5 đến 5 cô chú ơi. Mẫu đơn tới đợt mà gộ hoa rồi chịu không nổi quý chú ơi, rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn không? Rồi. 25 này giao lưu là 350.000 bao ship ạ. À. 26 là cây cụm hoàng cam ạ. À. Cây trên chậu một cốt nha quý cô chú. Tuột bắn nè, cây rất là mạnh luôn. Cây này với cây nãy là một cặp nha. Để chiều cao là 64. Tuột bắn quá xá luôn. Tóc thân là 20. Quanh này còn sâu hay mình đo đại diện trừ quanh này nó chắc 56 á. Dạ 6 của chú ơi. Rồi, giá luôn. Rồi, 26 này vô luôn là 700.000 bao ship ạ. Rồi. Cây này để ban công rất là vừa quý chú, dòng phụng hoàng cam này thì nó không có phượt ha. Rất là chậm lớn. 27 là cây vàng sọc Tiền Giang, sẵn vàng sọc về đầu ạ. À. Mặt hoa nào quý cô chú, đang nở ha. Đây. Cảnh rất là đẹp luôn. Hoa nào cũng vậy rất là chuẩn nha. Ui. Cây này về cho quý cô chú mình nhân giống nha. Giỡn vậy. Chiều cao là 1m15 ạ. Cây này có một cái thân chủ giót đọt ha, còn lại là 4 tược, 5 tược. Thì quý cô chú mình về mình trồng ha, chừng nữa là sau này là nó nhảy mấy cái nách này nè. Hoành này một cốt nha, nhưng mà nhảy tược nhiều thì mình tính cỡ 6 đi. Rồi giá luôn. Rồi giá 27 này giao luôn là 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu đồng. Tiếp theo mã số 28 là cây vàng sông Cần Thơ ạ. À. Cây này tông rất đẹp nha quý cô chú. Thường tông một cốt xuất thân thì rất là được sưu tầm nhiều. Dạ chiều cao là 94. Cánh hoa nở một gang tay. Thoát thân là 30. Thân hơi gọng lắc. Dạ cái này còn 4,5 tính 4 của chú ơi. Thân gọng lắc, hoa rất đẹp nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Rồi 28 này vô luôn là 300.000 ạ. À.
M9 là một cây Mỹ đỏ ghép Mỹ dàn chanh ạ. Và đây là cái cây phải nói là tuyệt vời luôn quý cô chú. Mẫu đơn khi mà nó đạt đỉnh rồi là như thế này nè. Rực rỡ sắc màu. Này quý cô chú mình chơi tông hai màu đỏ và vàng ha. Chuyện may mắn và thành công luôn. Màu đỏ. Dạ chiều cao là 75. Mỹ bằng chanh nè. Lúc mà Mỹ đỏ phải nói nó đỏ đậm. Cây rất là già nha, cũ nở nha, mình đo hoành eo đi. Dạ hoành chính, cũ nở chạc nha quý cô chú. Cái bò chỗ này là ghép Mỹ vàng là ngay cái tược đỉnh là nó liền hết rồi. Rồi giá luôn. Rồi 29 đang giao tôi là 400.000 con bao xíu ạ. À. Một cây Mỹ đỏ rực rỡ hoa. Tiếp theo mã số 30 là một cây Mỹ dàn chanh ạ. À. Cây này già cây nha quý cô chú. Củ rất là to luôn. Này trồng cái đợt đầu. Dạ chiều cao là 1 mét. Này thóc thăng là 37. Cây này thì trồng cái đợt đầu độ tuổi tầm khoảng 2 năm rưỡi quý chú ơi. Nuôi những cái cây một cốt thóc thân nuôi thân nó rất là chậm lớn. Dạ là neo là 8. Rồi đo sát cái củ rồi. Dạ củ là 14 của chú ơi. Còn thấy cây rất là già ha. Rồi giá luôn. Rồi mã số 30 này giao lưu 450.000 bao xíu ạ. À? Mỹ vàng chanh màu hoa rất là tươi. Tiếp theo mã số 31 là một cây vàng sọc ghép ạ. À. Cây vàng sọc ghép đang full mà hoa đều cây hết. Bo ghép liền hết quý cô chú ơi, xay xay cái form ra. Đó. Đặc biệt cái mặt hoa vàng sọc thì không có cái hoa nào giống hoa nào hết trơn quý cô chú ơi, cánh hoa sọc. Dạ chiều cao từ cái mắt ghép lên là 60. Đồ sọc rất là đẹp ha. Này bao ghép chỗ này liền nha cô chú. Liền hết rồi, ngay chỗ nó chấn này nè. Này cái hoành tầm khoảng 10 nha quý cô chú. Vàng hường, phôi là vàng hường. Rồi giá luôn. Rồi cây 31 vàng sọc ghép này giao luôn là 300.000 bao chiếc ạ. À. Đây cũng là cây cứu lép của con. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú xem kênh và ủng hộ ạ. Dạ xin chân trọng cảm ơn ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Hôm nay thì vườn hoa rực rỡ quý chú ơi, xem lựa chọn những cái cây mình ưng ý về mình sưu tầm mình chơi cây kiểng ha. Phát Thái TV cũng xin chân thành cảm ơn quý chú và cảm ơn quý chú đã ủng hộ kênh và nhà vườn trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại ha.